Là địa phương đứng đầu cả nước về sản lượng khai thác cá ngừ đại dương, tỉnh này đã triển khai thực hiện dự án chuỗi liên kết khai thác tiêu thụ cá ngừ đại dương. Cùng với đó là rất nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng mặt hàng này, hướng đến gia tăng giá trị xuất khẩu. Câu chuyện tiêu điểm hôm nay. Quý vị đang theo dõi chương trình Kinh doanh và thị trường phát sóng trên kênh VTV8 Đài truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị, Bình Định là địa phương đứng đầu cả nước về sản lượng khai thác cá ngừ đại dương với sản lượng bình quân đạt khoảng 14.000 tấn một năm. Những giải pháp nào được địa phương này triển khai nhằm tiếp tục gia tăng giá trị của mặt hàng này? Cùng tìm hiểu trong tiêu điểm ít phút tới. Còn bây giờ mời quý vị cùng chúng tôi điểm qua một số tin tức thị trường 24 giờ đáng chú ý. Trên cơ sở điều hành của Liên Bộ Công Thương Tài chính, các doanh nghiệp đồng loạt điều chỉnh giá xăng dầu kể từ 15 giờ ngày 17 tháng 10. Giá xăng E5 được điều chỉnh giảm 110 đồng một lít, giá bán là 19.730 đồng một lít. Giá xăng RON95 hạ 110 đồng một lít, giá bán về mức 20.960 đồng một lít. Tương tự, giá dầu diesel được điều chỉnh giảm 180 đồng một lít, giá bán xuống 18.320 đồng một lít. Dư địa quỹ bình ổn giá xăng dầu của một số doanh nghiệp đầu mối hiện ghi nhận mức dương lớn do nhiều kỳ điều hành gần đây không có sử dụng tới quỹ. Ngân hàng Nhà nước vừa yêu cầu các đơn vị trực thuộc và các tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện nghiêm các nhiệm vụ kích cầu tiêu dùng, hỗ trợ sản xuất kinh doanh và phát triển thị trường trong nước. Theo đó, yêu cầu các tổ chức tín dụng nghiên cứu xây dựng các sản phẩm tín dụng dịch vụ ngân hàng dành riêng cho lĩnh vực tiêu dùng, tăng cường cho vay phục vụ đời sống tiêu dùng, duy trì ổn định mặt bằng lãi suất tiền gửi, tăng cường triển khai các giải pháp tiết giảm chi phí hoạt động, đơn giản hóa thủ tục cho vay, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số để xem xét giảm thêm lãi suất cho vay, đẩy mạnh giải ngân chương trình tín dụng cho vay hỗ trợ nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, dự án cải tạo xây dựng lại chung cư cũ. Bộ Xây dựng vừa có phản hồi ý kiến của cử tri về việc nhiều người dân có thu nhập thấp, không có nhà ở, trong khi nhiều dự án bất động sản bị bỏ hoang. Theo đó, Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố tăng cường và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, đôn đốc, hướng dẫn việc triển khai đầu tư xây dựng, quản lý kinh doanh đối với các dự án bất động sản, giải quyết cơ bản nhu cầu về nhà ở của người dân. Bộ này cũng cho biết từ năm 2010 đến nay, trên cả nước đã có 804 dự án nhà ở xã hội được triển khai với quy mô 574.000 căn hộ. Với khối lượng dự án nhà ở xã hội đã và đang được triển khai, nhu cầu về nhà ở cho người dân có thu nhập thấp sẽ được cải thiện trong thời gian tới. Việt Nam tăng trưởng nhanh nhất ASEAN là nhờ cởi mở với thu hút vốn đầu tư nước ngoài FDI, nhận định của ngân hàng HSBC. Tuần trước, HSBC đã nâng dự báo tăng trưởng Việt Nam từ 6,5 lên 7%, lạc quan nhất trong các tổ chức quốc tế. Đây cũng là mức cao nhất trong khu vực Đông Nam Á. 9 tháng năm nay, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI vào Việt Nam đạt gần 25 tỷ đô la Mỹ, tăng 11,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, các chuyên gia HSBC cũng lưu ý, Việt Nam nên chọn lọc thu hút đầu tư vào các lĩnh vực ưu tiên và quan tâm đến môi trường. Đây cũng là cách giảm áp lực cho hệ thống hạ tầng. HSBC cũng dự báo giai đoạn 2024-2029, quy mô kinh tế Việt Nam tăng thêm trung bình 40 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Malaysia khởi xướng điều tra chống bán phá giá mặt hàng thép dây Việt Nam. Trong khi đó, tại Mỹ thì Coca-Cola vừa thu hồi hơn 13.000 hộp nước chanh dán nhãn sai. Chi tiết trong cụm tin sau đây. Bộ Đầu tư Thương mại và Công nghiệp Malaysia đã ra thông báo khởi xướng điều tra chống bán phá giá đối với mặt hàng thép dây có xuất xứ hoặc nhập khẩu từ Trung Quốc, Indonesia và Việt Nam. Vụ việc được khởi xướng trên cơ sở hồ sơ đề nghị của ngành sản xuất nội địa, đại diện là công ty thép Southern Steel BH. Để kịp thời ứng phó vụ việc, Cục Phòng vệ Thương mại Bộ Công Thương khuyến nghị các hiệp hội, doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu sản phẩm bị đề nghị điều tra, nghiên cứu kỹ thông báo khởi xướng, liên lạc, đăng ký làm bên liên quan và đề nghị Bộ Đầu tư Thương mại và Công nghiệp Malaysia gửi bản câu hỏi điều tra, đơn kiện bản công khai, gửi ý kiến bình luận về vụ việc nếu có. Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ FDA cho biết Coca-Cola đã thu hồi 13.152 hộp nước chanh Minute Maid Zero Sugar dán nhãn không đường nhưng thực chất lại có đường.
Theo đài CNN, mỗi sản phẩm Coca-Cola bị thu hồi chứa khoảng 40 gram đường, với lượng calo cao gấp 30 lần và tổng lượng cáp gấp 20 lần so với một hộp nước chanh Minute Maid không đường thông thường. Một hộp Minute Maid gồm 12 lon nước chanh được phân phối tại các chuỗi bán lẻ ở bang Indiana, Kentucky và Ohio. Sau khi sụt giảm xuất khẩu trong năm ngoái, nhóm sản phẩm cá ngừ đông lạnh của Việt Nam đã liên tục tăng trưởng trong 9 tháng năm nay, đạt hơn 51 triệu đô la Mỹ, tăng 19% so với cùng kỳ. Cá ngừ đông lạnh đã xuất được sang hơn 70 thị trường trên thế giới, trong đó Mỹ, EU, Nga, Canada và Israel là 5 thị trường nhập khẩu nhiều nhất nhóm sản phẩm này của Việt Nam. Trong số các sản phẩm cá ngừ xuất khẩu của Việt Nam, kim ngạch xuất khẩu cá ngừ đông lạnh luôn chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng giá trị xuất khẩu. Như chúng tôi đã thông tin trong phần đầu thì Bình Định là địa phương đứng đầu cả nước về sản lượng khai thác cá ngừ đại dương với sản lượng bình quân đạt khoảng 14.000 tấn một năm, chiếm hơn 60% sản lượng cá ngừ đại dương của cả nước. Nhằm nâng cao chất lượng cá ngừ đại dương hướng đến gia tăng giá trị xuất khẩu, tỉnh Bình Định định hướng quy hoạch phát triển ngành thủy sản giai đoạn đến năm 2025, trong đó khuyến khích thành lập tổ đội đoàn kết và nghiệp đoàn nghề cá, đẩy mạnh khai thác xa bờ, tổ chức khai thác, bảo quản, thu mua, chế biến, xuất khẩu cá ngừ theo chuỗi, hướng đến phát triển bền vững nghề khai thác cá ngừ đại dương. Tại thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định, có 10 tàu cá tham gia mô hình thí điểm ứng dụng hầm bảo quản cá ngừ bằng công nghệ nano. Mỗi hầm bảo quản cá như vậy, đầu tư ban đầu khoảng 140 triệu đồng. Toàn bộ chi phí được nhà nước và doanh nghiệp hỗ trợ. Khi mà con cá mà anh muối cái công nghệ bình thường, muối đá bình thường, cái lốp đây trồng lốp kia, là con cá dưới nó sẽ bị đì. Còn riêng với cái hầm này, con nào ra con nấy, không con nào đì con nào hết. Tại vì em chưa muối mới thấy nha. Rồi khi xử lý là có chất dơ, mình xử lý nitơ là chất dơ nó nổ lên trên con cá, không bao giờ bị phèn. Đến nay, ngành nông nghiệp đã triển khai thực hiện dự án chuỗi liên kết khai thác, tiêu thụ cá ngừ đại dương Bình Định và nhân rộng chuỗi liên kết cho tàu câu cá ngừ đại dương trong toàn tỉnh. Bên cạnh đó, Bình Định đã tập trung khuyến khích các lực lượng đánh bắt xa bờ, tổ chức hợp tác và hỗ trợ phối hợp nhau trong khai thác trên biển. Liên quan đến cấp đông cá ngừ thì công ty đang kết hợp với Sở Nông nghiệp Bình Định và các chủ tàu hiện tại cùng đầu tư hai thuyền sử dụng công nghệ nano để bảo quản cá ngừ đại dương tốt nhất từ đại dương về đất liền. Tương lai dự định phát triển 30 tàu nữa. Chúng tôi sẽ tham mưu ban tỉnh xây dựng một cái chợ đấu giá cá ngừ ở cảng cá Tam Quan để chúng ta làm thế nào từng bước giống như một số nước là chúng ta đưa con cá lên, chất lượng con cá như thế nào thì cái giá bán, đấu giá bán nó cao như vậy. Thì lúc đó thì mới giải quyết được vấn đề là đầu ra và cho biết được cái chất lượng và song hành tới cái việc là hiệu quả của doanh nghiệp, hiệu quả người dân trong thời gian sắp đến. Trong thời gian tới, ngành thủy sản Bình Định sẽ tập trung phát triển khai thác cá ngừ đại dương ứng dụng công nghệ cao để nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm, đồng thời tập trung xây dựng trung tâm nghề cá của tỉnh tại vùng biển Tam Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn. Tiếp tục triển khai có hiệu quả chuỗi liên kết thu mua và xuất khẩu cá ngừ đại dương, góp phần phát triển kinh tế biển, trở thành ngành kinh tế chủ lực của tỉnh Bình Định. Vâng, và câu chuyện vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Kinh doanh thị trường hôm nay. Cảm ơn Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN và Tổng công ty Khí Việt Nam Công ty Cổ phần PVGas đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.